Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn khi tất cả các bạn tham gia đầu tư Sahara thì có những lợi nhuận như sau nha tất cả các bạn. Bạn có thể đầu tư là từ 100S đến 100.000S, lợi nhuận như sau. Ví dụ các bạn đầu tư vào Sahara Setup 1.000S, vào Sahara các bạn sẽ nhận được là 2.500 đô, hiện tại đang trong chương trình khuyến mãi nha tất cả các bạn. Và bạn sẽ được trả lãi vào hàng ngày là 3,4 đô. Tổng cộng hàng tháng là các bạn sẽ nhận được là 104 đô hàng tháng nha tất cả các bạn. Rút tiền vào ngày 1 và ngày 16 hàng tháng nha các bạn. Nhận lại hết 24 tháng khi kết thúc hợp đồng, bạn có thể rút gốc là 2.500 token IMR coi và tất cả các bạn có thể đem lên sàn bán nha tất cả các bạn. Và đây em đang nhập vào cái hệ thống của Sahara Setup.com và bạn nào đã đăng ký vào ngày 27 tháng 7 thì tất cả các bạn đều có KYC chưa thành công thì vào KYC lại tất cả các bạn. Các bạn vào profile nè. Dưới hệ thống của mình còn có 100 người, sắp 70 người, có 100 người chưa KYC thành công các bạn. Các bạn update lên làm giấy chứng minh nhân dân, một cái ảnh trước của mình nha tất cả các bạn. Rồi bước thứ hai thì các bạn chụp giấy chứng minh nhân dân, rồi các bạn post lên Zalo nha tất cả các bạn cho nó sáng nha các bạn. Cho nó thu nhỏ bức ảnh lại. Rồi bước thứ ba thì các bạn up vào với chứng minh nhân dân hoặc sao, rồi các bạn bấm vào nút update. Như lưới nghe những các bạn nào mà đăng ký vào ngày 27 tháng 7 các bạn KYC chưa thành công thì KYC hàng tốt cặn nha các bạn. Đây thì các bạn bấm vào dịch nè. Bạn nào KYC chưa thành công thì bấm vào các bạn. Khi nào nó bấm vào chữ I rod là một này là tán thành các bạn. Còn bạn nào mà KYC chưa thành công thì bấm vào một KYC nè. Tải ảnh lên lại nha tất cả các bạn. Rất là dễ luôn. Các bạn nhấp vào KYC gỡ lên những ảnh giấy gian mình chỉ hướng dẫn các bạn. Chân dung. Lưu ý nha các bạn, ảnh mình không đừng có cầm giấy chứng minh nhân dân nghe các bạn. Nó mới mau việc. Rồi giấy chứng minh nhân dân trước một sau rồi mình nói hai lần. Và giá của token IMR này đang tăng trưởng nha các bạn. Hôm thì có 0.1 bây giờ lên 0.11 token này. Khi các bạn đầu tư vào gói nè. Giờ gói thì tôi cần nó giật lợi sơ số đô tất cả các bạn. Hôm thì có 0.1 thì các bạn sẽ nhận đây được 100. Đầu tư 100 đô thì các bạn nhận được 100 tôi cần. Tiền thưởng 1.364 IMR. Thì tôi cần nó giật lợi tất cả các bạn. Giá nó tăng thì cái đồng IMR nó tăng lớn. Cái đồng này thì mình không biết sau này nó có giá trị mà thấy giá nó tăng các bạn. Sau này giá trị lắm tất cả các bạn. Ủng hộ với tiền. Các bạn vào đây nạp tiền gỡ vào một BTC ETH nè các bạn. BTC ETH luôn nè. Các bạn chỉ việc copy cái địa chỉ này gỡ vào các bạn. Mình khuyên các bạn nên gỡ USDT các bạn. Vì giá cái BTC nó lên xuống các bạn đôi khi nó lên thì không nói gì còn nó sụt các bạn lỗ chết luôn. Rồi các bạn nhấp vào một gói các bạn chỉ việc đầu tư thôi. Khi các bạn đủ số tiền của tất cả các bạn trong đây thì các bạn nhấp vào quay thôi là ok nha tất cả các bạn. Mạng trao đổi của bạn. Mình có để em có link nhóm Zalo các bạn nào mà chưa có chơi Sahara Setup.com thì vào nhóm đây có thắc mắc gì thì mình hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách KYC và lợi nhuận khi tham gia Sahara nha các bạn. Thì Sahara thì Sahara gì thì hoạt động như thế nào thì mình sẽ nói trong cái video này luôn tất cả các bạn. Sahara đã có lịch trình 10 năm lĩnh vực kinh doanh người ta nghe các bạn. Lĩnh vực kinh doanh của Sahara là có nước sơn Sahara. Thì kinh doanh tiếp theo của Sahara là tiền tệ nè, bất động sản nè, thanh toán liên kết nè, liên kết tiền điện tử nè, ứng dụng công nghệ nè, nền tảng thương mại điện tử nè, nền tảng vàng và kim cương nè các bạn, cổ phiếu Sahara nè, Sahara hàng không nè, rồi lĩnh vực kinh doanh của Sahara nè các bạn, rất là lớn luôn. Swap của Hồng Thánh Diêu nói Sahara thì rất là uy tín cho tất cả các bạn, mình mới dám hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia dự án các bạn. Các bạn
Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo nhé. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn kiếm thật là nhiều tiền trên sara.com các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo mình nhé.